triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 10, trong 5 năm vừa qua, toàn quân đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, trong đó quyết liệt thực hiện giảm 10% biên chế quân số, cơ quan cấp chiến dịch, chiến lược, giảm đầu mối trung gian và đơn vị phục vụ, bảo đảm ưu tiên quân số cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện vùng sâu vùng xa, biên giới, biển đảo. Các cơ quan đơn vị sau kiện toàn tổ chức biên chế hoạt động hiệu quả hơn, giảm được sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về điều chỉnh tổ chức quân đội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tập trung tinh giản 10% biên chế đầu mối của khối cơ quan quân khu. Đến nay đã giải thể 9 đầu mối cấp phòng ban, theo đó quân số của khối cơ quan quân khu giảm 10,14%. Như ở Bộ Tham mưu Quân khu 3 đã tiến hành giải thể phòng cứu hộ cứu nạn, phòng biên phòng và ban bản đồ. Chức năng của các đơn vị này được tập trung về phòng tác chiến, tạo nên sự lãnh đạo chỉ huy thống nhất, ra quyết định nhanh trước mọi tình huống. Từ khi mà có cái sát nhập của ba cái lực lượng này vào, đó là cứu hộ cứu nạn, biên phòng, bản đồ, thì quá trình triển khai thực hiện thì cơ quan chúng tôi trực tiếp là người chỉ huy và triển khai cụ thể và cũng như là trực tiếp cho các cái bộ phận, cũng như là từng đồng chí một khi đảm nhiệm là những đồng chí được phụ trách cũng như là thực hiện các nhiệm vụ được đảm nhiệm và phân công thì sẽ kịp thời hơn, thế và được chính xác hơn. Bộ Tư lệnh Quân khu 3 cũng đã tiến hành giải thể 3 ban, thanh niên, phụ nữ, công đoàn và chức năng của 3 tổ chức này đã được tập hợp về một đơn vị duy nhất là phòng công tác quần chúng. Tôi thấy rằng là cái tầm ảnh hưởng của cái công tác quần chúng đã được nâng lên một cái tầm mới và cái vai trò, vị trí, vị thế của cái công tác thanh niên, công đoàn, phụ nữ cũng được nâng cao hơn. Và cái công việc của về cái công tác quần chúng sẽ có cái sự đoàn kết, thống nhất và có cái sự trợ giúp, tương trợ lẫn nhau trong công việc và tạo nên một cái sức mạnh để thúc đẩy cái công tác quần chúng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Với quyết tâm chính trị cao, 5 năm qua, toàn quân đã điều chỉnh 813 tổ chức. Quá trình điều chỉnh tổ chức quân đội, tuy phải thành lập mới một số cơ quan đơn vị theo yêu cầu nhiệm vụ, song Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã nghiêm túc thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, hiệu quả cao, đảm bảo không tăng quân số. Thời gian tới, Cục Quân lực sẽ tiếp tục tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiến hành rà soát trên quy mô lớn tất cả các chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của các cơ quan đơn vị trong toàn quân để xây dựng lại tổ chức biên chế cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Tiếp tục giải quyết quân số dôi dư một cách quyết liệt và đồng bộ để giảm bớt sự mất cân đối quân số giữa các đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch và các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, điều chuyển một số quân số dôi dư ở các đơn vị thừa về đơn vị thiếu để đảm bảo sự cân đối các thành phần quân số trong các lực lượng. Công tác đổi mới, sắp xếp, tổ chức tinh giản biên chế là một yêu cầu cấp thiết nhằm xây dựng quân đội theo hướng tinh gọn mạnh. Tuy nhiên, đổi mới như thế nào để không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của toàn quân và đi liền với việc quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng bị tác động bởi công tác này là mong muốn của nhiều lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và quần chúng tại kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ quân đội lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025.